Tại sao tàu Titanic không thể trục vớt? Trên thực tế, tàu Titanic chìm ở Đại Tây Dương dưới độ sâu 3.700m. Áp lực nước lớn khiến việc xác định được vị trí cụ thể rất khó khăn, để tìm kiếm được dấu vết của nó phải mất 73 năm. Có thể thấy, việc trục vớt thân tàu là điều không thể xảy ra. Ngoài ra, khi con tàu va vào tảng băng trôi, thân tàu bị gãy làm đôi trong quá trình chìm xuống nước. Cùng với hơn 100 năm chìm sâu dưới đáy đại dương, vỏ tàu cũng đã bị nước biển ăn mòn, cộng với sự phân hủy của vi sinh vật trong nước. Titanic lúc này chẳng khác gì như một đống đổ nát nằm dưới đáy biển. Vậy bạn còn biết lý do nào khác không?